Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ông Trần Cẩm Tú là trường hợp đặc biệt cho chức thường trực ban bí thư. Ngày 25 tháng 10, BBC tiếng Việt bình luận lý do ông Trần Cẩm Tú được Bộ Chính trị chọn làm thường trực ban bí thư. BBC cho biết vị trí thường trực ban bí thư nhiệm kỳ từ năm 2021 đến năm 2026 đến nay đã 4 lần thay đổi về nhân sự. Theo BBC, ngày 25 tháng 10, Tổng bí thư Tô Lâm đã trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức thường trực ban bí thư. Như vậy, ông Tú là người thứ tư sau ông Võ Văn Thưởng, bà Trương Thị Mai và ông Lương Cường giữ chức vụ này trong khóa 13. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cũng cho biết thường trực ban bí thư là một chức vụ quan trọng, chỉ xếp sau tứ trụ, nên tiêu chuẩn đề ra cho chức danh này cũng có những điểm tương tự các chức danh trong tứ trụ. Vẫn theo BBC, Bộ Chính trị hiện tại là khóa đầu tiên mà ông Trần Cẩm Tú tham gia, nên ông chưa thỏa mãn tiêu chí tham gia Bộ Chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên. Tuy nhiên, Quy định 214 cũng nêu rằng Bộ Chính trị có quyền quyết trường hợp đặc biệt cho chức vụ này. BBC dẫn phát biểu khi giao nhiệm vụ cho ông Tú của Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng Bộ Chính trị đã thống nhất rất cao, đồng ý việc phân công ông Trần Cẩm Tú đảm nhiệm chức danh thường trực ban bí thư. BBC nhận xét, dù ông Tú còn thiếu một số tiêu chuẩn, theo quy định 214, nhưng ông vẫn được phân công. Đây là do Bộ Chính trị đã áp dụng thuật ngữ vạn năng trường hợp đặc biệt. Có thể ông Tú kiêm nhiệm cả hai chức, thường trực ban bí thư và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương, có thể kéo dài từ đây tới cuối nhiệm kỳ. Nhưng cũng có thể ông sẽ được miễn nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương. Nếu vậy, ban chấp hành trung ương phải triệu tập một hội nghị để chọn người thay thế, vì đây là chức danh do Trung ương đảng bầu, không phải do Bộ Chính trị chỉ định. BBC lưu ý, để nắm chức danh thường trực ban bí thư thì phải thuộc ban bí thư. Ông Tú lại là một trong ba ủy viên Bộ Chính trị được phân công tham gia ban bí thư từ đầu khóa, nên việc chọn ông cho vị trí này sẽ không gây quá nhiều xáo trộn. Và đây là hình thường trực ban bí thư Trần Cẩm Tú. BBC dẫn phân tích của giáo sư Carter từ Đại học New South Wales của Úc cho rằng tuy Bộ Chính trị có nhiều ủy viên đi lên từ Bộ Công an, nhưng không có bằng chứng gì cho thấy những người này một lòng đoàn kết, bắt tay nhau dưới sự chỉ đạo của ông Tô Lâm. Ông Taylor lưu ý, Bộ Chính trị gồm các đại diện từ một số nhóm như Hưng Yên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Miền Nam, Quân đội và Công an. BBC đánh giá, nếu dựa trên các nhóm mà giáo sư Taylor gợi ý có thể thấy, việc ông Trần Cẩm Tú được phân công làm Thường trực Ban Bí thư là để tạo sự cân bằng giữa các nhóm, khi mỗi nhóm đều có đại diện của mình ở năm vị trí chủ chốt của Đảng và nhà nước. BBC dẫn tin từ báo chí nhà nước cho rằng, bộ chính trị hoàn toàn tin tưởng ông Trần Cẩm Tú, một lãnh đạo cấp cao đã được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm công tác, đã kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng ở trung ương và địa phương. Cuối cùng, BBC nhắc lại, theo đánh giá của Bộ Chính trị, với cương vị chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Tú đã cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham mưu cho Bộ Chính trị. Ban Bí thư xem xét, kết luận và xử lý nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ việc mới khó khăn, phức tạp, nghiêm trọng, góp phần quan trọng vào thành công của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian qua. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Ông Trần Cẩm Tú là trường hợp đặc biệt cho chức thường trực bằng bí thư. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo Chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin sự thiếu vắng các nhà kỹ trị trong bộ máy lãnh đạo là điều đáng lo ngại. Ngày 25 tháng 10, VOA Tiếng Việt cho hay hai nhà trí thức giải mã sự thống lĩnh của phe cầm quân trong bộ máy lãnh đạo Việt Nam. Theo VOA, các tướng lĩnh công an, quân đội hiện nắm ba chức vụ lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, gồm có Đại tướng Công an Tô Lâm làm tổng bí thư là lãnh đạo có thực quyền cao nhất, Đại tướng quân đội Lương Cường làm chủ tịch nước và cựu trung tướng công an Phạm Minh Chính làm thủ tướng. Ngoài ra còn có 6 tướng tá khác xuất thân từ công an, quân đội là ủy viên bộ chính trị, chiếm đa số trong tổng số 15 ủy viên. Sự trở dậy của phe các lực lượng vũ trang này được xem là chưa từng có trong chính trị Việt Nam. Và đây là hình bài trên VOA. VOA dẫn nhận xét của ông Đặng Tâm Chánh, cựu tổng biên tập báo Sài Gòn tiếp thị cho rằng nền chính trị Việt Nam có 3 phe chính. Phe thứ nhất là các lực lượng vũ trang, tức quân đội và công an, còn gọi một cách khác không chính thức là phe cầm quân. Phe thứ hai là các cán bộ chính trị xuất thân từ đoàn thanh niên và đảng Cộng sản, gọi là phe cầm cờ. Phe thứ ba là của những người được xem là có chuyên môn, được đào tạo ở các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa trước đây và ở nước ngoài nói chung hiện nay. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Dưới thời tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, phe cầm cờ thăng tiến thuận lợi, nhưng phe này bị nhiều đảng viên và nhân dân xem là chính trị chai, lý thuyết xuồng ông Tâm Chính đưa ra quan sát. Trong khi đó, ông Tâm Chánh tiếp tục cho biết, trong phe cầm quân, để thăng tiến thành chỉ huy, các sĩ quan phải thuyết phục được tập thể quanh họ, nên họ thể hiện rõ phẩm chất, năng lực hơn. Cũng như vậy, phe có chuyên môn được đánh giá qua việc họ có đưa ra được các quyết định phù hợp với thực tế hay không. Song phe cầm quân có lợi thế ở chỗ, họ được tin cậy là rất trung thành với lý tưởng của đảng Cộng sản. Với góc nhìn như vậy, Ông Tâm Chánh không ngạc nhiên về việc phe cầm quân đang thống lĩnh các vị trí nắm quyền quyết sách. VOA dẫn nhận định của Phó giáo sư tiến sĩ Võ Đại Lược, cựu viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới cho rằng, các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp vươn lên nắm nhiều vị trí có quyền quyết sách nhất từ trước đến nay là do họ chứng minh được tài và đức của họ. Ông Phạm Minh Chính, được đào tạo ở nước ngoài, là Phó giáo sư, tiến sĩ, từng làm xuất sắc bí thư Quảng Ninh, làm thủ tướng thì tốt quá từ khi ông làm thủ tướng, ông góp phần duy trì mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam vào hàng cao nhất ở Đông Nam Á. Ông Tô Lâm có thành tích xuất sắc trong đốt lò. Bây giờ ông giữ chức tổng bí thư. Tôi hoàn toàn tin tưởng là ông Tô Lâm sẽ làm tốt chức trách đấy, tiến sĩ Lực cho hay. Và đây là hình thủ tướng Phạm Minh Chính. VOA nhắc lại, đốt lò là cách gọi không chính thức đối với cuộc chiến chống tham nhũng kéo dài hơn 10 năm qua ở Việt Nam. Theo quan sát của VOA, việc chính tướng, tá, công an, quân đội hiện diện trong bộ chính trị và ba vị tướng nắm ghế lãnh đạo hàng đầu khiến dư luận lo ngại về viễn cảnh, công an trị, quân đội trị, đồng nghĩa xã hội sẽ ít các quyền tự do hơn. Nhưng Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Đại Lược lại đưa ra quan điểm cá nhân là không đáng lo ngại vì cần xét đến bối cảnh chưa bao giờ Việt Nam hội nhập quốc tế nhiều và có các điều kiện phát triển thuận lợi như hiện nay với các đối tác chiến lược toàn diện bao gồm cả Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, một số nước châu Âu. Trong khi đó, cựu nhà báo Tâm Chánh bày tỏ, điều mà ông nghĩ rằng đáng quan tâm hơn là sự thiếu vắng các nhà kỹ trị, nhà chuyên môn ở các vị trí lãnh đạo cấp cao trong cơ chế đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Sự thiếu vắng các nhà kỹ trị trong bộ máy lãnh đạo là điều đáng lo ngại. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thảo Bảo Trong Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.